Xin chào mừng và cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên tối ngày hôm nay. Hôm nay là thứ sáu ngày 16 tháng 2 năm 2024, được phát sóng trên kênh Giá cả thị trường. Ở bản tin này chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến các bản tin là bảng giá vàng trong nước được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch buổi tối ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tăng nhẹ đứng quanh vùng giá 2007,13 đô la Mỹ trên một ao. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ cũng cho xuống tăng nhẹ đứng mức 104,35 điểm. Trên thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin cũng cho xuống tăng đứng mức 52.318 đô la Mỹ trên Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng nhẹ, giao dịch mức 4,267% trên một năm. Còn trên thị trường năng lượng, giá dầu thô giảm nhẹ đứng mức 77,39 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước, sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Mặc dù giá vàng trên thị trường thế giới nhích tăng trở lại, tuy nhiên thì giá kim loại quý vẫn đang hướng tới tuần giảm thứ hai liên tiếp trong phiên giao dịch hôm nay. Sau khi chỉ số giá tiêu dùng hay gọi là CPI ở Mỹ bất ngờ tăng, khiến các nhà giao dịch phải suy nghĩ lại về kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Với mức giá hiện tại, giá vàng trên thị trường thế giới đã để mất hơn 1%. Các số liệu mới công bố trong tuần này cho thấy áp lực lạm phát vẫn còn giữ nguyên khi giá nhập khẩu của Mỹ tăng mạnh nhất trong gần 2 năm vào tháng 1, trong khi giá tiêu dùng cũng tăng cao hơn so với dự kiến. Chủ tịch Fed chi nhánh Atlanta Lafayette Robotics cho biết hôm 15 tháng 2 rằng ông chưa sẵn sàng với việc cắt giảm lãi suất. Và ông cho rằng Fed chỉ thực hiện 2 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay 2024, thấp hơn con số dự báo chung của Fed là 3 lần cắt giảm lãi suất được công bố vào tháng 12. Trong khi đó, các nhà giao dịch nhận thấy đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên có thể sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay 2024. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp đến các bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Tại các tiệm vàng trong 2 ngày hôm nay, người dân chen chân mua vàng trước ngày vía thần tài. Cụ thể khoảng chục năm trở lại đây, vào ngày vía thần tài, hàng trăm nghìn người dân lại ùn kéo nhau đi mua vàng để cầu may mắn, tài lộc dồi dào. Theo đó, vào dịp vía thần tài, giá vàng trên thị trường luôn biến động mạnh theo chiều hướng tăng. Đáng chú ý là dù chưa đến ngày vía thần tài, sau 2 ngày trở lại đây đã xuất hiện cảnh người dân xếp hàng dài mua vàng tại các tiệm vàng. Theo ghi nhận trên phố vàng Trần Nhân Tông, Hai Bà Trưng, Hà Nội, ngay từ sáng ngày 15 tháng 2 là ngày mùng 6 tháng riêng âm lịch, đến chiều ngày 16 tháng 2, khách nườm nượp kéo nhau đi mua vàng. Tại một số cửa hàng vàng, người dân ngồi xếp hàng dài chờ mua kim loại quý này khi mà giá biến động mạnh. Theo anh Trần Văn Trường ở Long Biên, Hà Nội, chia sẻ như sau, anh vừa thanh toán tiền mua 12 chỉ vàng nhẫn tròn trơn, trong đó có 5 chỉ vàng là của anh, số còn lại anh mua hộ người thân. Những năm trước tôi chọn mua vàng đúng ngày vía thần tài. Dịp này tôi thấy giá biến động mạnh nên quyết định đi mua trước, anh Trường nói. Giám đốc một doanh nghiệp vàng lớn ở Hà Nội thừa nhận, ngay từ mùng 1 Tết, nhiều người đã kéo nhau đến cửa hàng để mua vàng đầu năm, mong gặp may mắn. 2 ngày trở lại đây, lượng khách tới giao dịch mua bán vàng tăng mạnh, có thời điểm hàng trăm khách ngồi xếp hàng chờ mua vàng. Chúng tôi chuẩn bị khoảng hơn 30.000 sản phẩm vàng cho dịp vía thần tài năm nay. Đến thời điểm này là ngày 16 tháng 2, một số sản phẩm đã cháy hàng theo vị giám đốc tiết lộ. Trở lại với bảng giá vàng trong nước, đến thời điểm chiều tối ngày hôm nay, giá vàng miếng SJC bắt đầu quay đầu giảm. Tuy nhiên đến thời điểm tối ngày hôm nay có xuống giảm mạnh hơn. Cụ thể như quý vị và các bạn đang quan sát trên màn hình, mặt hàng vàng miếng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn mua vào mức 76,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,40 triệu đồng trên lượng, giảm 300.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào, giảm đến 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho hệ thống Hồ Chí Minh với hai hệ thống Hà Nội và Đà Nẵng. Mua vào mức 76,20 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,42 triệu đồng trên lượng, cũng giảm 300.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Với bảng tín Minh Châu và Mi Hồng cũng điều chỉnh giảm mạnh. Với bảng tín Minh Châu mua vào mức 76,35 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 78,25 triệu đồng trên lượng, giảm 350.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào, giảm 450.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra. Đối với Mi Hồng, mua vào mức 76,90 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 77,90 triệu đồng trên lượng, giảm 600.000 đồng trên lượng ở cả hai chiều mua vào và chiều bán ra. Tuy nhiên, với mặt hàng vàng nhân bộ số 9 thì vẫn duy trì đà tăng mạnh, hiện tại mua vào mức 63,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,60 triệu đồng trên lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng mua vào, tăng 200.000 đồng trên lượng tại chiều bán ra. Mức giá này áp dụng cho giá nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ của công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn. Còn với giá nhận bộ số 9 loại nửa chỉ của công ty này đang mua vào mức 63,50 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 64,70 triệu đồng trên một lượng, tăng 300.000 đồng trên lượng mua vào,
tăng 200.000 đồng trên lượng bán ra. Với mặt hàng vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu mua vào mức 64,93 triệu đồng trên lượng, bán ra mức 66,03 triệu đồng trên lượng, tăng 150.000 đồng trên một lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán. Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá đô la Mỹ ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng mạnh, tăng 70 đồng trên đô la Mỹ ở cả hai chiều, mua vào mức 24.310 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 24.680 đồng trên đô la Mỹ. Giá đô la Mỹ trên thị trường tự do mua vào mức 24.950 đồng trên đô la Mỹ, bán ra mức 25.050 đồng trên đô la Mỹ, tăng 30 đồng trên đô la Mỹ bán ra, chiều mua vào không có thay đổi. Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây là bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trong phiên giao dịch cuối ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Đầu tiên là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 7.620.000, bán ra 7.840.000, giảm 300.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều mua vào chiều bán ra hiện tại vẫn đang đứng ở mức rất cao, 2.200.000 đồng trên một lượng. Đơn vị đo của bảng giá này là triệu đồng trên một chỉ. STC Hà Nội và STC Đà Nẵng mua vào 7.620.000, bán ra 7.842.000, giảm 30.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. PNC Hồ Chí Minh và PNC Hà Nội mua vào 7.660.000, bán ra 7.880.000, tăng 55.000 ở chiều mua, tăng 80.000 ở chiều bán ra. Doji Hồ Chí Minh mua vào 7.630.000, bán ra 7.860.000, giảm 15.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Doji Hà Nội mua vào 7.615.000, bán ra 7.835.000, giảm 20.000 ở chiều mua, 40.000 ở chiều bán. Phú Quý SJC mua vào 7.630.000, bán ra 7.830.000, giảm 40.000 ở chiều mua vào và chiều bán ra. Bảo Tín Minh Châu mua vào 7.635.000, bán ra 7.825.000, giảm 35.000 ở chiều mua, 45.000 ở chiều bán. Mỹ Hồng SJC mua vào 7.690.000, bán ra 7.790.000, giảm 60.000 ở chiều mua vào và chiều bán. Tiếp đến là giá vàng SJC một số ngân hàng. Ngân hàng Exim Bank mua vào 7.670.000, bán ra 7.870.000, tăng 50.000 ở chiều vào và chiều bán ra. Ngân hàng TB Gold mua vào 7.615.000, bán ra 7.835.000, giảm 20.000 ở chiều mua, giảm 40.000 ở chiều bán. Ngân hàng Vietinbank mua vào 7.640.000, bán ra 7.862.000, giảm 10.000 ở chiều mua, giảm 20.000 ở chiều bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC một số tỉnh thành phố khác, hiện tại cũng điều chỉnh giảm mạnh trở lại, giảm 300.000 đồng trên lượng mua vào, giảm 400.000 đồng trên một lượng tại chiều bán ra, hay là giảm 30.000 đồng trên một chỉ ở chiều mua, 40.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán. Chênh lệch giữa chiều và chiều bán ra tuy nhiên vẫn đang đứng ở mức rất cao, dao động từ 2.200.000 đến 2.260.000 đồng trên một lượng, và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. STC Nha Trang và STC Cà Mau mua vào 7.620.000, bán ra 7.842.000. STC Huế mua vào 7.617.000, bán ra 7.842.000. STC Biên Hòa, Miền Tây, Quảng Ngãi, Long Xuyên mua vào 7.620.000, bán ra 7.840.000. STC Bạc Liêu mua vào 7.620.000, bán ra 7.842.000. STC Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 7.618.000, bán ra 7.842.000. Cuối cùng là giá nhận bộ số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác, hiện tại vẫn duy trì trong xuống tăng mạnh trong khoảng từ 83 đến 300.000 đồng trên một lượng, hay tăng trong khoảng 8.300 đến 30.000 đồng trên một chỉ tùy mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhận bộ số 9 từ 1 đến 5 chỉ mua vào 6.350.000, bán ra 6.460.000. Nhận bộ số 9 loại nửa chỉ mua vào 6.350.000, bán ra 6.470.000. Vàng 4 số 9 mua vào 6.330.000, bán ra 6.420.000. Tăng 30.000 ở chiều mua, tăng 20.000 ở chiều bán ra với 3 loại vàng này. Vàng 24K mua vào 6.226.4000, bán ra 6.356.4000. Vàng 18K mua vào 4.630.5000, bán ra 4.830.5000. Vàng 14K mua vào 3.558.2000, bán ra 3.758.2000. Vàng 10K mua vào 2.492.4000, bán ra 2.692.4000. Quý vị và các bạn thân mến, mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi bản tin mới, kênh sẽ tự thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tới.